Xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với Phê Phim. Mình là Sương Mai và ngày hôm nay, phim mà chúng mình sẽ review là Onward, tác phẩm mới nhất của xưởng phim Pixar. Đây là bộ phim hoạt hình thuộc thể loại phiêu lưu kỳ ảo được đạo diễn bởi Jane Scanlon, người đứng đằng sau dự án Monster University cũng thuộc Pixar trước đó. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng quen thuộc như Tom Holland, Chris Pratt hay Octavia Spencer. Nội dung phim xoay quanh anh em trai với tính cách hoàn toàn trái ngược là Bali và Ian. Sau sinh nhật tuổi 16 của Ian, cả hai được mẹ tặng một món quà, đó là cây quyền trượng để có thể hồi sinh người bố đã mất trong một ngày duy nhất. Nhận thức được thời gian có hạn, Ian và Bali nhanh chóng lên đường, tìm cách sử dụng phép thuật để hoàn thành ước nguyện sớm nhất có thể. Hầu hết thời lượng của phim là chuyến phiêu lưu ấy của hai anh em. Sau hơn 2 năm chỉ cho ra mắt những hậu truyện như Toy Story 4 hay The Incredible 2, Pixar mới trở lại với một ý tưởng mang tính nguyên bản. Thế giới trong Onward không phải là một bối cảnh bình thường mà là tập hợp của những giống loài đặc biệt như kỳ lân, nhân mã hay yêu tinh. Thú vị hơn nữa, khi thế giới ấy từng ngập tràn phép thuật, nhưng vì sự phát triển của thời đại mà bùa chú dần mất đi giá trị. Mình rất thích ý tưởng này bởi nó vừa có chất mộng mơ, bay bổng vốn là đặc trưng của Pixar, vừa tạo ra được thử thách cho nhân vật chính mà cũng truyền tải được những thông điệp đến người xem, đó là sự bành trướng và ảnh hưởng của những thiết bị hiện đại. Một điểm mạnh nữa của phim nằm ở cách kể chuyện. Dù mang chất liệu mới mẻ, nhưng cách thể hiện của phim vẫn khiến chúng ta gợi nhớ đến những thành công cũ của Pixar năm nào. Tuy có khả năng kiểm soát phép thuật, nhưng anh em nhà Lai Phút vẫn phải đối diện với muôn vàn khó khăn trong cuộc hành trình. Đặc biệt, những khó khăn ấy không chỉ được cho vào để kéo dài câu chuyện, mà còn để thể hiện những vấn đề riêng biệt của cả hai người, khiến người xem đồng cảm hơn qua từng phút giây. Tương tác của hai nhân vật chính cũng được xây dựng chỉn chu khi họ có nhiều mâu thuẫn và buộc phải cùng nhau giải quyết để đi đến cái đích chung. Những thử thách mà hai anh em gặp phải có mức độ tăng dần qua thời gian. Ban đầu chỉ đơn thuần là những khía cạnh cá nhân, nhưng càng về sau càng gia tăng, đến mức có thể tác động tới mạng sống. Cách làm như vậy tạo ra nhịp độ đủ kịch tính xuyên suốt bộ phim, khiến khán giả khó có thể rời mắt. Song, sự kịch tính ấy được xen lẫn với những phân cảnh mang tính tự sự, khiến không khí phim có sự dàn trải đủ rộng, không quá căng thẳng, cũng không quá êm đềm. Bên cạnh đó thì Ian và Bali có những nét tính cách riêng được thay nhau sở hữu sự nổi bật. Tuy Ian là nhân vật có vai trò quan trọng, nhưng Bali không hề tỏ ra kém cạnh. Trái lại, còn đưa ra những quyết định đầy táo bạo để chứng minh vị trí của mình. Bên cạnh đó, mình còn muốn dành lời khen đến cách sắp đặt tình huống trong phim. Khi phim trôi dần về phút cuối, khán giả sẽ được chứng kiến một cú ngoặt bất ngờ. Cú ngoặt này vừa để thể hiện khả năng bắt kịp xu hướng của Pixar, vừa ăn nhập với nội dung của bộ phim. Mình cảm thấy khá bất ngờ khi xem cảnh phim này, bởi không mấy khi Pixar lựa chọn cách làm ấy. Nhưng suy cho cùng, nó vẫn thỏa mãn được cảm xúc. Mình sẽ không tiết lộ nội dung đâu, nhưng các bạn hãy tự ra rạp để có trải nghiệm thỏa mãn nhất nhé. Câu chuyện tốt là vậy, nhưng nó sẽ không thể hiệu quả nếu thiếu đi phần lời thoại sâu sắc. Đây là điểm mạnh mà hầu hết phim Pixar sở hữu và Onward cũng không ngoại lệ. Những cuộc nói chuyện giữa hai anh em Ian và Bali diễn ra vô cùng tự nhiên, cảm giác giống như đó là cách mà chúng ta đối đáp với anh em trong nhà. Chính sự thoải mái này đã tạo ra cảm giác dễ chịu cho khán giả, khiến mỗi phút trôi đi đều rất dễ cảm, dễ thấm. Hệ thống thông điệp được truyền tải bằng lời thoại cũng rất nhẹ nhàng, không dập khuôn để khán giả tự cảm nhận một cách tự nguyện nhất có thể. Hơn nữa, chất giọng của Tom Holland và Chris Pratt cũng rất phù hợp với cặp đôi nhân vật. Một người thì tỏ rõ sự rụt rè, e ngại trong giọng nói, còn một người thì hào sảng nhưng vẫn chất chứa sự ngây thơ và trong sáng. Giống hệt như lời bà mẹ đã nói trong phim vậy, một thằng thì sợ tất cả mọi thứ, còn một thằng thì chẳng sợ gì cả. Phim Pixar luôn có những câu đùa rất duyên dáng. Onward cũng thế. Cách gây hài của bộ phim này vô cùng đáng yêu và dễ cảm nhận vì nó chạm tới những khía cạnh mà chúng ta vốn đã quen thuộc như gia đình, trường lớp hay mối quan hệ anh em. Mình nghĩ các bạn có thể sử dụng chính cách gây hài của Onward vào đời thực, nó cũng sẽ hiệu quả đấy, bởi không ai có thể vô cảm trước sự dễ thương ấy đâu. Nhắc đến dễ thương, đương nhiên không thể bỏ qua phần hình ảnh. Nếu các bạn chưa biết, Jane Scanlon, đạo diễn của Onward, cũng là chuyên gia sáng tạo của nhiều bộ phim khác thuộc Pixar như Coco, Inside Out hay Cars. Tuyệt vời thay khi ông đã mang gần như trọn vẹn sự tinh tế của mình vào tác phẩm mới nhất. Đương nhiên, những chi tiết trong phim vẫn được trau chuốt vô cùng tỉ mỉ, nhưng bên cạnh đó còn là màu sắc. Nếu các bạn đã xem những phim kể trên, chắc sẽ không khó để thấy được điểm chung, đó là những gam màu nổi bật và tràn trề sức sống. Trong Onward cũng vậy, đúng như cái tên của nó, tuy thế giới vô cùng rộng lớn nhưng không sinh vật nào là giống sinh vật nào với đủ các loại màu sắc và tạo hình. Dù là một bức tranh đa sắc, nhưng cách phối màu lại không tạo ra cảm giác khó chịu. Trái lại, còn góp phần khởi tạo nên một thế giới phép thuật đầy huyền bí và mơ mộng. Bên cạnh đó, bộ phim cũng có sự tiếp thu từ những tác phẩm đi trước với cách kể chuyện bằng hình ảnh. Trong phim, chỉ cần chú ý một chút
các bạn sẽ thấy những phân cảnh thể hiện một phần câu chuyện mà không cần tình tiết hay đối thoại. Rõ ràng, đây là một ưu điểm vượt trội của Pixar. Chừng nào còn duy trì được sự ưu việt, hãng phim này vẫn sẽ là một trong những cột trụ vững chắc của nền điện ảnh thế giới. Tuy nhiên, dù mình rất thích ý tưởng, hình ảnh và cả câu chuyện của phim, nhưng điều đó cũng không thể che mờ được sự thật rằng bộ phim này không hoàn hảo. Onward gặp phải vấn đề ngay ở giai đoạn đầu khi vấn đề được giới thiệu một cách hơi sắp đặt, thiếu tự nhiên. Không chỉ dừng lại ở đó, chuyến phiêu lưu của các nhân vật tuy có nhiều thử thách nhưng lại được giải quyết một cách nhanh chóng, không quá nặng nề. Chỉ đến khoảng hơn giữa bộ phim, nhân vật mới có những quyết định thực sự có sức nặng. Bên cạnh đó, tuyến nhân vật phụ cũng không thực sự có điểm nhấn, cụ thể là bà mẹ. Tuy nhân vật mẹ được xây dựng có tính cách, nhưng thời lượng xuất hiện ít khi những phân cảnh cao trào của cô không khơi gợi cảm xúc cho khán giả. Còn những nhân vật phụ khác thì chỉ đóng vai trò thúc đẩy câu chuyện đi lên và sự phát triển của họ thì không thật sự đáng nhớ. Ở phần trên, mình đã đề cập đến ý tưởng mang tính nguyên bản của Onward và bên ngoài điểm mạnh, nó cũng đem đến những khiếm khuyết cho phim. Nhà sản xuất dường như gặp phải vấn đề trong việc xây dựng thế giới song song với việc kể chuyện. Yếu tố phép thuật tuy khá nổi bật nhưng không phải dấu ấn trong tác phẩm này khi những tình tiết liên quan đến nó trôi đi quá nhanh và phạm vi ảnh hưởng của nó cũng không quá lớn, từ đó làm giảm sức nặng của những tình tiết trong câu chuyện. Tuy nhiên, những điểm yếu kể trên cũng không thể làm lu mờ một cái kết trọn vẹn và hoàn toàn đúng với phong cách của Pixar rằng bằng cách này hay cách khác, nhân vật sẽ đạt được mục đích của mình. Khi bộ phim kết thúc, cũng là lúc mình nhận ra những giá trị sâu sắc mà nó mang đến, rằng có đôi khi những thứ ta muốn chưa chắc đã là thứ ta thật sự cần, rằng gia đình là điều thực sự quan trọng, họ sẽ là động lực thúc đẩy ta đi về phía trước. Cuối cùng, một điều nữa mà Onward muốn truyền tải đến khán giả, đó là sự mạnh mẽ. Có đôi khi, trên chặng đường thực hiện hoài bão, ta sẽ phải đối mặt với những nỗi sợ cố hữu. Chỉ khi sẵn sàng đối mặt với thử thách ấy, ta mới có thể vượt qua nó và chạm tay tới những gì mình mơ ước, tới những viên đá phượng hoàng của cuộc đời. Với tất cả trải nghiệm và cảm xúc ấy, mình sẽ cho Onward điểm phê. Và đó là những suy nghĩ của chúng mình về bộ phim này. Tuy Onward chưa thể đạt được đến chất lượng như một vài bộ phim huyền thoại khác của Pixar, nhưng đây vẫn là tác phẩm hoạt hình đáng xem ở thời điểm hiện tại. Nếu các bạn đang tìm kiếm những phút giây giải trí hoặc những trải nghiệm nhẹ nhàng, Onward sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Hãy ra rạp để thưởng thức bộ phim và chia sẻ cảm nhận của các bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Xin chào và hẹn sớm gặp lại trên Phê Phim. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.